Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang cùng đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Và các bạn đã sẵn sàng để bước vào vương quốc làm đẹp của chị em chúng ta chưa nào? Khi mà tôi đối diện với bất kỳ một cá nhân hay là bất kỳ một sự vật gì đó thì Trí luôn luôn mong muốn là phải đẹp. Trí thích cái đẹp, Trí muốn nhìn thấy cái đó nó phải đẹp. Thì cái nhu cầu khách hàng làm đẹp càng ngày càng tăng cao, cho nên mình mới quyết định là bổ sung vô trong cái tiệm Beauty Salon Quốc tế 1 là thêm một cái spa nữa để mà làm đẹp, đáp ứng làm đẹp nhu cầu cho chị em, cho tất cả chị em phụ nữ. Đến một thời điểm tôi cảm thấy cơ thể mình không ổn thì cần phải có sự thay đổi và tôi quyết định đi tập gym. Và khi đó tôi cảm thấy rất hào hứng và cảm thấy như mình đã tìm thấy được một cái niềm đam mê thật sự ấy, thì tôi quyết định gắn bó với nó.